Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay, gã Excel sẽ hướng dẫn các bạn cách để gộp toàn bộ cái bảng dữ liệu vào một cột duy nhất nhé. Đây là cái file dữ liệu của mình. Ở đây mình sẽ có các trường là họ tên này, email, đơn vị và doanh thu. Bây giờ mình sẽ gộp toàn bộ cái bảng dữ liệu này vào một cột nhé. Để làm việc này, mình sẽ sử dụng Power Query nhé. Trước tiên, mình sẽ tạo cái table cho cái vùng dữ liệu này. Các bạn sẽ tích vào một ô bất kỳ trong cái vùng dữ liệu. Các bạn vào thẻ Insert, các bạn sẽ chọn cái table. Đấy thì một cái cửa sổ Creative Table đã hiện ra đúng không? Các bạn sẽ bấm OK. Đấy. Các bạn có thể thay đổi cái màu hiển thị ở đây. Ví dụ mình chọn cái này đi. Đấy. Và cái tên table ở đây nhá. Đây là cái tên mặc định thì các bạn có thể để hoặc các bạn đổi tên. Ví dụ mình để là gà Excel chẳng hạn thế nhá. Đấy các bạn Enter. Thì như vậy mình có một cái table là gà Excel rồi đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ vào cái thẻ Data. Các bạn sẽ chọn là gì ạ? From Table Range. Thì nó sẽ mở cái cửa sổ Power Query cho các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa, mình sẽ có cái trường là gì ạ, họ tên này, email, đơn vị và doanh thu đúng không. Bây giờ mình sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu nhé. Các bạn sẽ tích vào gì ạ, cái cột tên là cái cột đầu tiên này, sau đó các bạn giữ phím shift này và các bạn sẽ tích vào cái cột cuối cùng. Thì như vậy mình sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu của mình đúng không. Sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ transform, các bạn sẽ chọn là gì ạ, creative data type này. Đấy, nó sẽ hiện cái cửa sổ creative data type đúng không. Các bạn sẽ vào cái thẻ Advanced. Đấy. Giả sử như mình chỉ cần lấy trường thì mình sẽ gộp tên này, đơn vị và doanh thu vào một cột thôi đúng không? Mình sẽ không lấy cái email. Các bạn sẽ tích vào cái email và các bạn sẽ remove đi đúng không? Đấy. Ngoài ra cái phần data type name nha, các bạn có thể sửa. Ví dụ mình sẽ ghi ở đây là nhân sự chẳng hạn thế nhá. Đấy. Cái phần display column nhá, các bạn sẽ chọn một trong ba cái mà mình lựa chọn ở bên này này, tên, đơn vị hoặc doanh thu đúng không? Ví dụ mình muốn hiển thị là cái tên đi. Đấy, các bạn sẽ bấm gì ạ? Các bạn sẽ bấm OK ở đây. Thì như vậy là gì ạ? Cái phần nhân sự ở đây nó đã gộp ba cái thông tin này. Các bạn sẽ tích vào cái phần mở rộng ở đây. Nó sẽ gồm gì ạ? Tên, đơn vị và doanh thu. Đấy, và nó sẽ hiển thị dưới dạng tên. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ xóa cái cột email này đi nhá. Giả sử như mình không cần nữa, các bạn nhấn chuột phải. Các bạn remove cái email này đi. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ vào cái thẻ home nhá. Các bạn sẽ tích vào cái phần tam giác nhỏ ở cái chỗ close and load này này. Các bạn sẽ chọn cái phần thứ hai là Close and Load Tool này. Đấy OK. Thì ở đây nhá, nó sẽ mặc định là nó sẽ tạo ra một cái worksheet mới nhá. Hoặc là các bạn sẽ chọn cái Existing Worksheet nếu như mà các bạn muốn chọn cái table ở đây. Bây giờ ví dụ mình chọn cái lưu worksheet đi đúng không? Các bạn sẽ bấm gì ạ? Bấm OK. Thì như vậy cái worksheet nó sẽ đặt mặc định ở đây là gái Excel 2. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là thông tin một cột, các bạn chỉ cần tích vào cái hình vuông đây này. Nó sẽ hiện toàn bộ cái thông tin của cái bạn gái Excel 2 này. Tên này, đơn vị và doanh thu đúng không? Đấy, ví dụ gái Excel 15 này. Đấy, nó thấy tên này, đơn vị và doanh thu. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Nó sẽ gộp toàn bộ cái bảng dữ liệu của bạn vào một cái cột này. Đấy. Và mình chỉ lựa chọn các cái thông tin mình cần thôi nhá. Bây giờ giả sử mình muốn hiện cái doanh thu ở bên này nhá. Các bạn sẽ tích vào cái gì ạ? Cái biểu tượng ở đây này. Các bạn sẽ chọn cái doanh thu. Các bạn thấy chưa? Các bạn tích vào đây. Các bạn có thể chọn cái đơn vị. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Bây giờ ví dụ mình Ctrl Z nhá. Đấy, Ctrl Z để mình về cái ban đầu. Bây giờ giả sử mình sẽ tạo cái nhân sự ở đây nhé. Mình sẽ tạo cái danh sách sổ xuống ở cái ô này. Đấy các bạn sẽ vào cái thẻ data này. Các bạn vào gì ạ? Data validation ở đây này. Đấy các bạn sẽ chọn data validation. Ở cái mục allow các bạn sẽ chọn cho mình là list nhé. Trong cái phần sort các bạn sẽ tích vào gì ạ? Cái đầu tiên của cái nhân sự này. Đấy nó sẽ lựa chọn mặc định là toàn bộ cái bảng nhân sự của các bạn. Đấy các bạn sẽ bấm OK. Đấy như vậy ở đây mình sẽ có gì ạ? Các cái danh sách nhân sự ở đây rồi đúng không? 15 nhân sự. Đấy, ví dụ mình chọn là gái Excel 6. Đấy, bây giờ các bạn trỏ vào đây, nó sẽ hiện thông tin của gái Excel 6. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ví dụ gái Excel 13, nó sẽ hiện thông tin của gái Excel 13. Đấy. Các bạn có thể tích vào đây, các bạn sẽ thêm cái doanh thu hoặc đơn vị nhá. Ví dụ mình chọn doanh thu, đấy. Các bạn thấy chưa? Nó sẽ hiện doanh thu ở đây cho các bạn. Đấy. Rất là hay ạ. Hoặc là gì ạ? Ví dụ như mình sẽ tạo cái doanh thu ở đây. Đấy, các bạn sẽ bằng này, các bạn sẽ tích vào cái ô validation list ở đây, sau đó các bạn ấn mũi tên xuống và khi mà cái doanh thu sáng lên nhá thì các bạn có thể ấn tab. Đấy thì như vậy là gì ạ? Nó sẽ hiện cái doanh thu. Hoặc là các bạn có thể bằng này, các bạn sẽ tích vào cái ô này, các bạn chấm luôn. Các bạn gõ đúng cái tên doanh thu ở đây cũng được. Đấy nó cũng ra nhá. Thì OK, như vậy mình có gì ạ? Nhân sự tên. Bây giờ ví dụ mình có một cái tổng doanh thu đi. Tổng doanh thu. Đúng không? Các bạn sẽ bằng này, các bạn sẽ dùng cái hàm sum đúng không? Sau đó các bạn sẽ tích chọn vào gì ạ? Trên cái nhân sự này, khi mà nó hiện cái mũi tên màu đen ấy, nó chỉ xuống này này, các bạn tích vào.
thì mặc định nó sẽ lựa chọn toàn bộ các nhân sự ở đây đúng không? Sau đó các bạn chấm này, doanh thu, hoặc các bạn có thể ấn mũi tên xuống này. Đấy, các bạn ấn tab vào đây, đấy các bạn enter. Thì như vậy mình có cái tổng doanh thu ở đây đúng không? Các bạn có thể đổi nhân sự bất kỳ. Đấy, nhưng mà cái tổng doanh thu này nó vẫn không đổi đúng không? Vì nó là doanh thu của toàn bộ các nhân viên ở đây. Bây giả sử mình muốn hiện cái chữ phần trăm ở đây nữa nhá, các bạn tích đúp vào đây, mình sẽ sửa là gì ạ? Các bạn và này, các bạn mở ngoặc kép ra, các bạn cách. Ví dụ mình sẽ ghi là chiếm bao nhiêu phần trăm đúng không? Cách ra các bạn đóng ngoặc kép lại. Các bạn và với cả gì ạ? Đấy, các bạn sẽ ghi ở đây là gì ạ? Chính là cái ô gì ạ? Ô đây là doanh thu của gái xe 12 đúng không? Là cái ô C2 chấm gì ạ? Chấm doanh thu. Các bạn có thể tích đúp chuột vào cái doanh thu này cũng được. Đấy, các bạn chia cho gì ạ? Chia cho tổng. Thì lúc đấy tổng là cái ô gì ạ? Ô G2 đúng không? Các bạn chia cho G2. Đấy, các bạn enter. Thì các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó sẽ ra cái dạng này gì ạ? Chiếm này 0.127429. Bây giờ mình sẽ dùng cái hàm tích nhá, mình tích đúp vào đây. Thì cái và cuối cùng ở đây các bạn sẽ dùng cái hàm tích. Tích các bạn ấn tab ra. Tích của cái biểu thức này và mình sẽ hiển thị dưới dạng format gì, các bạn xuống cuối các bạn phẩy này. Các bạn mở ngoặc kép ra. Các bạn sẽ ghi là thăng chấm, ví dụ mình cho một số sau dấu thập phân thôi đúng không? Chấm 0. Các bạn sẽ ghi là phần trăm vào đây. Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại để xong cái định trạng, các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm tích đúng không? Bây giờ các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Lúc này nó sẽ ghi là gì ạ? 12.7%. Đấy, rất là hay ạ. Đấy, bây giờ các bạn chỉ cần chọn gì ạ? Ví dụ các bạn chọn vào đây. Bất kỳ cái gái Excel nào nó đều thay đổi hết đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Nếu như các bạn không dùng cái ô tham chiếu là ô G2, các bạn có thể tích đúp vào đây. Mình sẽ thay cái G2 bằng cái hàm sum cũng được. Đấy, các bạn có thể bằng cái hàm sum. Các bạn mở ngoặc. Sum của gì ạ? Toàn bộ cái vùng dữ liệu ở đây. Đấy, các bạn gì ạ? Các bạn chấm chấm doanh thu này, các bạn, hoặc các bạn tích đúp vào doanh thu này. Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn enter. Các bạn thấy chưa? Kết quả nó vẫn không đổi đúng không? Lúc này các bạn có thể không cần dùng cái cột G này nữa. Đấy. Rất là hay ạ. Ok, bây giờ giả sử mình muốn hiện toàn bộ danh sách, ví dụ là doanh thu, ví dụ là nhân sự ở đây nhá, các bạn có thể nhân sự này. Đấy, các bạn có thể bằng luôn là các bạn sẽ tích vào cái phần gì ạ? Phần toàn bộ cái vùng dữ liệu này. Các bạn chọn gì ạ? Chọn tên ở đây. Đấy, các bạn ấn tab, các bạn enter thì nó cũng ra là gì ạ? Toàn bộ cái nhân sự ở đây. Đấy, ví dụ mình có thể thêm cái doanh thu vào đây nhá. Các bạn bằng gì ạ? Các bạn bằng với cả tích vào đây là cái cột A này. Các bạn chấm gì ạ? Chấm doanh thu ở đây. Đấy, các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Ngoài ra, ở đây mình đã tạo table rồi đúng không? Các bạn sang cái sheet dữ liệu là cái sheet 1 này. Ví dụ giả sử mình thêm gì ạ? Mình thêm hai cái bạn nữa nhá, là gái Excel 16 và gái Excel 17 nhá. Các bạn sang cái sheet table ở đây này. Các bạn chỉ cần nháy chuột phải này, các bạn refresh thôi thì lập tức gì ạ? Gái Excel 16 và gái Excel 17 đã được cập nhật vào đây. Đấy, cái phần dữ liệu đây nó cũng tự động nó cập nhật thêm. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Và cái phần danh sách sổ xuống này nó cũng cập nhật gái Excel 16 và gái Excel 17. Đấy, các bạn cũng trỏ vào đây, nó cũng hiện thông tin của gái Excel 17 ở đây. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Đấy. Giả sử như cái phần dữ liệu mà các bạn xóa một ít cái nhân sự đi nhá. Đấy, các bạn bôi đen, các bạn nháy chuột phải. Các bạn chọn delete này, ví dụ mình chọn là gì ạ? Table row đi. Đấy, mình xóa bớt đi. Thì sang cái gái Excel 2 này các bạn cũng nháy chuột phải, các bạn refresh thôi thì lập tức nó cũng cập nhật danh sách nhân sự mới. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay luôn. Danh sách sổ xuống cũng vậy, nó sẽ bớt mà một số cái nhân sự mình xóa đi lúc nãy đúng không? Ở đây nó cũng bớt đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.